trong cái món mà giang đấu thì Phương thích giang bông. Trời, cái gì cũng thích luôn á. Hình như là Phương cũng dễ ăn á. Nhưng mà tại ảnh thì ảnh biết những món Phương thích rồi, cho nên là nhiều khi mà ở nhà mà gia đình mà mấy anh chị em tụ tập lại cũng sẽ nấu một món mà Phương thích ăn luôn. Ví dụ như là cơm tấm sườn cộng nè, ăn sườn không ăn cơm nè. Cá hấp đó. Cá hấp kiểu miền Trung mà hấp cái kiểu mà hấp ướp. Xong thịt ba chỉ sắc sợi 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 nữa. Thậm chí là có cái món mình không thích ăn luôn á, là anh sẽ tự chế biến cái món làm sao mà thành ra là Phương ăn được và Phương thích nó luôn. Sườn bò nướng cái sốt riêng nữa. À có dê. Có một món dê. Vợ tôi là không bao giờ ăn dê. Mỗi lần mà kêu đi ăn dê là quạo lắm nha. Tính xấu dễ sợ luôn, hồi xưa là không có vậy đâu. Bây giờ là biết có nhiều món mình thích ăn rồi, biết thích ăn là như thế nào rồi. Thì giờ biểu ăn dê là cái món mình ghét kinh khủng khiếp. Đã vậy còn mở quán dê luôn. Mà cái ngày mà Phương qua ăn thử là Phương bất ngờ luôn, rồi chuyển sang là mình thích dê. Bạn ăn nó ngon. Cùng dê luộc mà chấm mắm ruốc sao không ngon được. Chả dê, chả dê lá chanh.